Trong tiếng Việt, thuật ngữ công giáo được dùng để dịch chữ Catholicus hoặc Catholic, với ý nghĩa đó là đạo chung, đạo phổ quát, đón nhận mọi người, chứ không riêng cho một dân tộc hay quốc gia nào. Giáo hội công giáo có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 16, khi các nhà truyền giáo châu Âu tới giảng đạo. Trải qua nhiều thăng trầm và biến đổi lịch sử tới năm 2008, theo thống kê của giáo hội, số lượng tín hữu công giáo Việt Nam là hơn 6,18 triệu người, chiếm tỷ lệ 7,18% tổng dân số. Từ 1954 đến 1975, các hoạt động chủ yếu của người công giáo miền Bắc là giữ đạo thay vì truyền giáo, bởi vì thiếu người lãnh đạo, cộng với chính sách kiềm chế tôn giáo, đặc biệt là đạo công giáo của chính quyền miền Bắc. Ở miền Nam, nền đệ nhất Cộng Hòa đã có những chính sách tạo điều kiện cho giáo hội công giáo phát triển mạnh mẽ và phục vụ xã hội. Sau cuộc đảo chính năm 1963, công giáo tại miền Nam vẫn phát triển mạnh mẽ bởi vì chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Sự kiện 30 tháng 4 1975 xảy tới, chính quyền miền Bắc áp dụng chính sách kiềm chế tôn giáo cho miền Nam. Tháng 6, Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận bị buộc trở về lại giáo phận Nha Trang. Ngày 19 tháng 12, 1975, khâm sứ Tòa Thánh Henri Lemaître phải rời khỏi Việt Nam. Kể từ đó, giữa chính quyền Việt Nam với Tòa Thánh không còn kênh liên hệ chính thức nào. Nhưng quan hệ Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam bắt đầu được nối lại bằng những cuộc tiếp xúc trực tiếp từ năm 1990, sau khi Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa. Tính đến hết tháng 6, 2014, Việt Nam có 3 tổng giáo phận Hà Nội, Huế, Sài Gòn và 23 giáo phận. Có cả thầy trên 100 vị được tấn phong giám mục, trong đó có 5 vị nhận tước Hồng Y. Đầu năm 2007, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Vatican, hội kiến giáo hoàng Biển Đức 16. Đây là vị thủ tướng đầu tiên của Việt Nam đến Vatican hội kiến giáo hoàng kể từ sau 1975. Tháng 2 năm 2009, phái đoàn của Tòa Thánh do Thứ trưởng Ngoại giao Đức ông Pietro Parolin dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Cả hai bên quyết định thành lập các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican để thảo luận vấn đề về quan hệ ngoại giao. Tháng 12, 2009, nhân chuyến công du Italia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã hội kiến với Giáo hoàng Biển Đức 16. Tháng 1, 2013, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Vatican và hội kiến Giáo hoàng Biển Đức 16. 18 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đến Vatican và hội kiến với Giáo hoàng Francisco. Cuộc gặp gỡ lần thứ 5 của nhóm làm việc chung đã diễn ra vào các ngày 10 và 11 tháng 9, 2014, tại Hà Nội. Phái đoàn Tòa Thánh đã đánh giá cao phía chính quyền Việt Nam các cấp dành cho giáo hội công giáo tại Việt Nam để thi hành sứ mạng của mình, ghi nhận những tiến triển trong chính sách tôn giáo được phản ánh trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Phái đoàn tái khẳng định, Tòa Thánh coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam nói riêng và với Á Châu nói chung và mong tiến tới mục tiêu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chúng tôi hỏi thăm chị Tâm Hương, ca trưởng của một ca đoàn thuộc một giáo xứ của thành phố Hồ Chí Minh. Chị nhận xét ra sao về quan hệ của Tòa Thánh đối với công giáo Việt Nam ạ? Thật ra thì từ trước tới giờ theo tôi cảm nhận thì cái mối quan hệ giữa cộng đồng người công giáo với lại Tòa Thánh thì đó là một cái mối liên hệ rất là mật thiết, chặt chẽ. Theo tôi thì tôi thấy là từ ở Tòa Thánh rồi xuống tới những cái giáo phận, rồi xuống tới những giáo xứ, giáo hạt. Giáo xứ thì tôi thấy rằng là rất là tốt. Đó là một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ giữa Tòa Thánh Vatican và cộng đồng người công giáo trên toàn thế giới. Thế chị thấy thế nào về mối quan hệ của Vatican với chính quyền Việt Nam? Theo tôi thì chắc chắn là cái việc mà cái mối liên hệ từ trước tới giờ từ Tòa Thánh với lại Việt Nam thì tôi thấy là nó cũng có một cái bước chuyển tốt đẹp, nhưng mà chắc chắn là trong đó nó cũng sẽ có một cái mặt hạn chế, một vài cái mặt hạn chế nào đó. Chị mong muốn mối quan hệ đó tiến triển như thế nào trong thời gian sắp tới? Thì tôi mong là sắp tới cái mối liên hệ đó nó được nhân rộng hơn, rồi sẽ có những cái buổi mà các buổi ngoại giao nó được tốt đẹp hơn. Và một cái điều nữa tôi rất là mong ước và tôi rất là ao ước đó là Đức Thánh Cha sẽ về thăm nước Việt Nam.